nhiệt chào đón toàn thể quý vị và các bạn đang đến với game show âm vang Điện Biên của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện. VNPT Điện Biên và Viettel Điện Biên là hai nhà tài trợ vàng của chương trình. Và lời đầu tiên xin cho phép Thanh Huyền được gửi tới quý vị đại biểu, quý khán giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đến dự với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của anh Đặng Thành Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh đoàn. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Đăng Ninh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Nồng nhiệt chào đón ông Nông Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên. Về phía ban tổ chức, xin được trân trọng giới thiệu ông Lường Văn Xuyên, Giám đốc Tổng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên, trưởng ban tổ chức. Trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Thượng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên. Về phía đơn vị tài trợ, xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Ngọc Quý, Phó Giám đốc Viettel Điện Biên. Về phía đơn vị trường học, trân trọng giới thiệu bà Cao Thị Đại, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Him Lam. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Hồng, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thanh Luông. Cũng xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các thầy cô giáo và các bạn cổ động viên của hai trường tham gia game show ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, qua ba số phát sóng đầu tiên thì game show âm vang Điện Biên đã tạo ra sức hút rất lớn. Và tiếp nối thành công đó thì năm 2024, game show âm vang Điện Biên sẽ tiếp tục được thực hiện với sự tham gia của các bạn đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Vâng, và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với clip giới thiệu về các phần chơi của chương trình. Trong mỗi số phát sóng game show âm vang Điện Biên có 4 phần chơi dành cho hai đội chơi với tên gọi lần lượt. Mở màn chiến dịch là phần chơi giúp cho các đội làm quen với sân khấu, tăng sự tự tin, sẵn sàng bước vào các phần tranh tài. Tập kích cứ điểm là phần chơi thể hiện tài năng, năng khiếu, tính sáng tạo của thành viên các đội chơi, giúp các em trau dồi, hiểu biết thêm về nguồn gốc ý nghĩa, các địa danh, di tích lịch sử, văn hóa của Điện Biên. Âm vang Điện Biên là phần chơi nhằm kiểm tra và bổ sung kiến thức lịch sử, văn hóa địa phương cho các đội chơi. Điện Biên Anh Hùng là phần chơi thể hiện khả năng ghi nhớ, am hiểu về lịch sử, văn hóa địa phương, cũng như khả năng tư duy, diễn thuyết, tinh thần đồng đội của các thành viên trong đội chơi. Đan xen giữa các phần chơi của hai đội chơi, chương trình cũng sẽ có phần chơi dành riêng cho các cổ động viên đến cổ vũ trực tiếp với tên gọi Tiếp Lương Tải Đạn. Mục đích của phần chơi này nhằm tạo thêm không khí sôi động cho game show và động viên khích lệ tinh thần để các đội chơi chính giành được kết quả cao nhất. Vâng, thưa quý vị khán giả, kính thưa các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh. Ngay bây giờ, Thanh Huyền xin được chào đón ra sân khấu đội chơi đến từ trường trung học cơ sở Him Lam. Vâng, vừa rồi Thanh Huyền thấy rằng khi các bạn đến ra sân khấu rồi thì đã có những tiếng reo hò rất lớn từ các bạn cổ động viên. Các bạn cổ động viên thân mến, các bạn có thể làm lại điều này một lần nữa được không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với MC Minh Trang để xem tinh thần quyết tâm của các bạn ấy như thế nào nhé. Xin mời MC Minh Trang ạ. Dạ vâng, thưa chị Thanh Huyền ạ. Ngay lúc này đây thì có lẽ là các thành viên trong đội trung học cơ sở Him Lam đang rất hồi hộp trước khi bước vào phần chơi đầu tiên. Tuy nhiên thì các bạn hãy cứ thật tự tin và thể hiện thật tốt nhé. Bởi vì chúng tôi, những cổ động viên sẽ luôn ở đây để đồng hành cùng các bạn. Him Lam ơi, các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Him Lam. Sở
Dạ vâng, một không khí vô cùng sôi động được các bạn cổ động viên trường Trung học cơ sở Him Lam mang đến trường quay. Xin được cảm ơn chị Minh Trang và cảm ơn các bạn cổ động viên rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón ra sân khấu đội tranh tài của các bạn trường Trung học cơ sở Him Lam. Đó chính là đội chơi đến từ trường Trung học cơ sở Thanh Luông. Xin mời các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ được kết nối với MC Hoài Nam. Xin mời anh Hoài Nam ạ. Ngay lúc này thì các bạn cổ động viên của trường Trung học cơ sở Thanh Luông đã lấp đầy mọi khoảng trống trên hàng ghế của nhà thiếu nhi để sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh dành cho đội chơi của trường mình. Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Trung học cơ sở Thanh Luông. Thanh Luông. Thanh Luông. Cảm ơn MC Hoài Nam, cảm ơn các bạn cổ động viên đến từ trường Trung học cơ sở Thanh Luông. Một lần nữa xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với game show Âm Vang Điện Biên. Trước khi bước vào các phần chơi, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu xem những vị giám khảo đáng kính của chúng ta là ai nhé. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Hải Triều, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng ban giám khảo. Trân trọng giới thiệu bà Kháng Mai Thu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Phó trưởng ban giám khảo. Trân trọng giới thiệu ông Đào Duy Trình, trưởng phòng quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thành viên ban giám khảo. Trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Xuân Châu, trường Trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ, thành viên ban giám khảo. Trân trọng giới thiệu bà Vũ Tố Loan, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, thành viên ban giám khảo. Vâng, và ngoài 5 thành viên ban giám khảo thì còn có một thành phần nữa sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong suốt chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu cố vấn. Trân trọng giới thiệu ông Nông Minh Quân, nhà nghiên cứu lịch sử địa phương. Trân trọng giới thiệu bà Ngô Thanh Dung, ban tuyên giáo tỉnh ủy. Trước khi bước vào chiến dịch thì các đơn vị phải huy động và tập hợp lực lượng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ đánh trận mở màn. Và trong chương trình ngày hôm nay thì hai đội chơi của chúng ta cũng có nhiệm vụ tương tự như vậy. Và trước hết thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi mở màn chiến dịch. Quê tôi đó vang danh thời đại mảnh đất anh hùng thế kỷ 20, bao thế hệ cha anh ngã xuống để Điện Biên nay rực rỡ mùa ban. Tuổi Him Lam mở màn chiến dịch, tiếng hò reo tiếng pháo vang trời với khí thế tấn công vũ bão để trận mở màn thắng lợi mở ra. 70 năm chiến thắng vang xa mỗi góc phố con đường ghi danh lịch sử và Him Lam mái trường em đó lá cờ đầu ngành giáo dục Điện Biên. 2001 là năm thành lập, tuổi đôi mưa tràn ngập những khát khao như thành dòng vươn vai phù đồng đoàn kết một lòng đổi mới thành công. Cờ thi đua cấp tỉnh ngành chính phủ trao tặng trường dẫn đầu đoàn quân, huân chương ba nhà nước trao tặng niềm tự hào xứng đáng với cha ông. Ngày hôm nay quân hành ta hát mãi tự hào truyền thống Điện Biên. Em xin kính chào quý vị đại biểu, quý ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể khán giả trong trường quay. Xin chào các bạn đội chơi đến từ trường Trung học cơ sở Thanh Luông. Đội chúng em là đội hoa ban đỏ gồm 3 thành viên. Em chữ Anh Thảo lớp 9D2. Em Lô Thảo Vi lớp 8C2. Và cuối cùng là em Lương Nhật Hoàng lớp 8C2 đội trưởng. Chúng em đến từ trường Trung học cơ sở Him Lam. Chúng em đến đây với tinh thần giao lưu, học hỏi, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng. Kính mong quý vị sẽ cổ vũ nhiệt tình cho đội chơi chúng em. Hoa ban đỏ chiến thắng! Thank you.
phải chương trình do đài phát thanh và đài truyền hình tại Điện Biên tổ chức hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ không? Đúng rồi đấy cậu, chúng tớ là đội chơi đang tập luyện đây mà. Thì các bạn học trường nào? Trường của chúng tớ là trường trung học cơ sở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. Ngôi trường chỉ mới 23 năm tuổi nhưng đã 3 lần đạt chuẩn quốc gia, nhiều lần nhận bằng khen, giấy khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, chúng tớ còn được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham dự game show lần này, tớ là đội trưởng đấy. Ồ, thế à, oách nhỉ, với bạn tên gì? Tớ tên là Lò Thị Thủy Linh, học sinh lớp 8C2, trường trung học cơ sở xã Thanh Luông. Thế bạn gái xinh xinh này tên là gì? Mình tên là Vì Thị Linh, đang học lớp 9D1, là học sinh của trường trung học cơ sở Thanh Luông đấy. Vậy à, các bạn thật tự hào. Còn tớ nữa, tớ là Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 8C3. Chúng tớ được học tập và rèn luyện một cách toàn diện về cả đức, trí, thể, mỹ, sẵn sàng tiếp nối truyền thống, xứng danh Điện Biên Phủ anh hùng. Tiếc thế, lần này chúng tớ lại không được tham gia vào đội chính, nhưng chúng tớ sẽ đến xem và cú cho các cậu. Đi thôi. Này, cảm ơn các cậu. Từ từ, nghe nốt đã, vội thế. Chúng tớ tham gia chương trình với tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết. Các cậu nhớ phải ủng hộ cho đội chơi của trường chúng tớ đấy nhé. Tất nhiên rồi. Vậy chúng mình cũng đi thôi. Ơ, thế là đi luôn à? Ừ, đúng rồi. À, mà bạn tên gì? Tớ tên là Chiến. Còn bạn này? Còn tớ tên là Thắng. Cho Chiến Thắng đi về nhé. Đương nhiên rồi. Nào, chúng mình cùng đi tham dự. Ơ, xe của tớ. Hoàng Điện Biên thôi. Phần chơi tập kích cứ điểm là phần chơi thể hiện tài năng, năng khiếu, tính sáng tạo của các đội chơi, giúp các em trau dồi, hiểu biết thêm về các địa danh, di tích lịch sử, văn hóa của địa phương. Phần chơi tập kích cứ điểm có thể thực hiện bằng nhiều hình thức như làm clip hoặc kết hợp giữa clip và kể trực tiếp trên sân khấu, kịch, tiểu phẩm để tạo nên câu chuyện ý nghĩa và cảm xúc. Nội dung câu chuyện phải đảm bảo chính xác thông tin, không được hư cấu. Số lượng thành viên tham gia không quá 13 người, trong đó bắt buộc phải có sự góp mặt của 3 thành viên chính thức. Thời gian tối đa của phần chơi là 5 phút, vượt quá thời gian sẽ bị trừ 5 điểm. Dựa vào các tiêu chí chấm điểm, mỗi thành viên ban giám khảo sẽ cho điểm theo thang điểm 20. Điểm số mỗi đội đạt được trong phần chơi này là trung bình cộng của 5 vị giám khảo. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi tập kích cứ điểm của đội đến từ trường trung học cơ sở Him Lam. Chủ đề các bạn đã bốc thăm, đó là tái hiện lại vụ thảm sát Non Nhai ngày 25 tháng 4 năm 1954 trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Phần chơi của các bạn bắt đầu. Monsieur, c'est ici que vous voulez aller. Xin lỗi cô, tôi rất yêu Việt Nam, yêu mảnh đất Điện Biên. Vậy nên tôi đã học và có thể nói được tiếng Việt. Ồ, vậy ạ, xin cảm ơn ông. Thưa ông, đây là nơi ông muốn đến. Đài tưởng niệm Non Nhai, nơi tưởng niệm những người dân vô tội ở trại tập trung Non Nhai, những người đã chết vì bom đạn của Pháp ngày ấy. Chính tôi cũng là một trong những người đã mang lại nỗi đau này. Tôi vẫn luôn cảm thấy hối hận và bị ám ảnh. Tôi không thể nào quên được. Tôi còn nhớ vào tháng 11 năm 1953, ngay sau khi nhảy dù xuống chiếm đóng Điện Biên Phủ. Thực dân Pháp đã vi phạm điều mà Công ước Quốc tế nghiêm cấm. Đó chính là
chồng anh tàn sát dân thường để chẳng tập trung lo nghe ai. Chiều máu nhuộm đỏ trên sông Đồng Nai, 444 người dân vô tội đã chết và 100 người bị thương. Nhiều người tàn phế suốt đời sau vụ thảm sát kinh hoàng đó. Để biết có những gia đình không muốn chia tay. Trận thảm sát Nong Nhai cách đây 70 năm. Ông ạ, chiến tranh đã đi qua, chúng ta hãy để cho nó ngủ yên, chúng ta hãy cùng nhau nhìn về phía trước. Tôi xin mời ông cùng vui điệu xòe thắm tình đoàn kết với người dân bản chúng tôi. 70 năm đã đi qua, Điện Biên hôm nay đang từng ngày đổi mới, nhưng đài tưởng niệm Nong Nhai vẫn còn đó như một chứng tích lịch sử, chứng kiến những mất mát, đau thương của dân tộc, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Chúng ta cùng chung tay để xây dựng một Điện Biên tươi đẹp. Thank you.
chiến thắng rồi. Anh Đạt ơi, các đồng chí ơi, anh về Vân Đạt đã hy sinh rồi. Vẫn còn sống mãi, đất nước quê anh là thắm rừng xanh, cá mương bồn quanh mồ anh xây đỏ. Nước và hơi thở của anh đã hòa vào non sông, tô thắm thêm màu cờ cho tổ quốc. Anh đã chiến đấu, hy sinh cho chúng tôi được sống, hy sinh vì ngày toàn thắng của chiến dịch. Sự hy sinh của anh đã trở thành ngọn đuốc thiêu cháy sáng mãi trong lòng mỗi chúng tôi hôm nay và cả thế hệ mai sau. 20 tuổi đời sống mãi với khúc anh hùng ca. Xin quý vị khán giả cũng như các bạn cổ động viên hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hai đội chơi của chúng ta đã hoàn thành phần chơi tập kích cứ điểm. Vâng, và ngay sau đây xin được mời hai đội chơi quay trở lại sân khấu để chúng ta cùng đến với phần nhận xét đánh giá từ ban giám khảo. Xem xét trên cả 4 tiêu chí thì chúng tôi nhận thấy là hai đội chơi các em đều đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng và đã có những cái sự thể hiện trong trình bày của mình. Và sau đây là những nhận xét cụ thể. Đối với trường trung học cơ sở Hiêm Lam, các em tái hiện vụ thảm sát Nong Nhai trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Các em đã tái hiện hết sức thành công sự kiện này và giúp người xem hiểu rõ những cảm xúc, những thương đau và mất mát mà nơi đây đã trải qua. Và những nhân vật đã được các em thể hiện một cách hết sức đa chiều, không chỉ đơn thuần là nạn nhân mà những con người đều có cảm xúc và có những mối quan tâm và những cái niềm đau riêng. Đấy là một cái điều hết sức là các em đã thể hiện hết sức thành công. Các yếu tố như âm nhạc, ánh sáng cơ bản đã được thể hiện hết sức sáng tạo để tăng cường cảm xúc và tạo cái không khí tương ứng trong cái bối cảnh mà các em đã thể hiện. Đó là những cái nội dung mà ban giám khảo xin phép có ý kiến với lại đội chơi trường trung học cơ sở Hiêm Lam. Xin chúc mừng các em. Đối với đội chơi của trường trung học cơ sở Thanh Luông, các em đã tái hiện hình ảnh lấy thân mình làm giá súng của anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn. Hình ảnh mà các em tái hiện là một phương thức mạnh mẽ để tôn vinh lòng hy sinh và lòng yêu nước của anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn. Hình ảnh Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng được thể hiện như một biểu tượng của tình yêu quê hương và lòng nhân ái cao cả. Các em đã thể hiện vô cùng thành công và chúng tôi hết sức ghi nhận về điều đó.
Và bằng cách này, việc tái hiện hình ảnh của liệt sĩ Bế Văn Đàn đã trở thành một trong những nội dung hết sức quan trọng trong cái việc mà chúng ta tôn vinh những người con đã hy sinh về sự tự do cho Tổ quốc. Đó là một trong số rất nhiều những điểm nhấn mà Trường Trung học Cơ sở Thanh Luông các em đã tạo ra. Một lần nữa xin chúc mừng đội chơi của Trường Trung học Cơ sở Thanh Luông. Sau đây, thay mặt ban giám khảo, tôi xin công bố tổng điểm của hai đội chơi. Trường Trung học Cơ sở Him Lam, đội chơi đạt 19 điểm. Trường Trung học Cơ sở Thanh Luông, các em đạt 18 điểm. Xin chúc mừng các em. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Đặng Hải Triều, trưởng ban giám khảo. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là hai đội chơi của chúng ta đã có phần tập kích cứ điểm thành công và giành được những điểm số quan trọng từ ban giám khảo. Vậy nhưng lúc này cả hai đội chơi của chúng ta đều đã ít nhiều bị tiêu hao về quân tư trang, về đạn dược và các bạn ấy đang rất cần sự tiếp sức, sự chi viện từ các bạn cổ động viên. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi tiếp lương tải đạn. Các bạn cổ động viên thân mến, và ngay bây giờ không để cho các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, Thanh Huyền sẽ đọc các câu hỏi. Các bạn hãy chú ý nhé. Câu hỏi đầu tiên như sau. Ngày 15 tháng 3 năm 1954, trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt giữa quân ta và quân Pháp tại cứ điểm nào? Các bạn hãy giơ tay thật cao lên ạ. Xin chào em có thể giới thiệu về bản thân với chúng tôi được không? Em xin tự giới thiệu, em tên là Cao Đăng Khôi, em học lớp 6A4 ở trường Trung học Cơ sở Thanh Luông. Bạn Khôi, học lớp 6 đúng không nào? Em có một lời chúc hay một lời động viên nào đó muốn gửi đến các bạn hay không? Em chúc hai đội chơi bình tĩnh, tự tin chiến thắng ạ. Vâng, bình tĩnh, tự tin chiến thắng, đó chính là lời động viên của bạn Khôi. Vâng, và ngay bây giờ xin mời câu trả lời của em. Em xin trả lời là tại cứ điểm đồi độc lập ạ. Đồi độc lập. Theo bạn Khôi thì đồi độc lập đó chính là nơi diễn ra trận đánh ác liệt để chiếm cứ điểm ngày 15 tháng 3 năm 1954. Đáp án này có chính xác hay không ạ? Có bạn nào có câu trả lời khác không? Tất nhiên là không rồi, vì đó là một câu trả lời chính xác. Xin được chúc mừng em. Xin mời em hãy nhận một phần quà từ chương trình. Các bạn có muốn tham gia tiếp lương tải đạn tiếp không ạ? Vậy thì các bạn hãy chú ý lắng nghe câu hỏi nhé. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 kết thúc sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã thu được kết quả gì? Rất nhiều cánh tay đã được giơ lên. Bạn nào giơ tay cao nhất ạ? Em tên là Đỗ Tuấn Kiệt, em học lớp 93 của trường Trung học Cơ sở Him Lam. Câu trả lời của em như sau ạ. Chúng ta đã bắt sống và tiêu diệt được 16.200 kẻ địch, bắn hạ 62 chiếc máy bay, thu được 64 ô tô cùng với quân trang quân dụng của kẻ địch ạ. Bạn ấy đã nhớ được rất nhiều số liệu. Liệu rằng đây có phải là một câu trả lời chính xác hay không đây? Theo các bạn cổ động viên trường Him Lam thì đó đã là một câu trả lời chính xác hay chưa? Có chắc chắn hay không ạ? Xin được chúc mừng bạn đã nhận được một phần quà từ chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi được các bạn cổ động viên tiếp lương tải đạn thì hai đội chơi của chúng ta đã được bổ sung quân tư trang, vũ khí, đạn dược và quan trọng hơn đó chính là tinh thần quyết chiến quyết thắng để có thể đánh chiếm được những cứ điểm quan trọng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi âm vang Điện Biên. Trước hết sẽ là thể lệ phần chơi.
Phần chơi âm vang Điện Biên là phần chơi nhằm kiểm tra kiến thức lịch sử, văn hóa địa phương của các đội chơi. Trong phần chơi này, đội chơi được lựa chọn ngẫu nhiên một trong 5 bộ đề của ban tổ chức. Một bộ đề gồm có 5 câu hỏi. Với mỗi câu, đội chơi có 30 giây vừa suy nghĩ vừa trả lời bằng cách lựa chọn một trong số những phương án hiển thị trên màn hình LED. Đưa ra được đáp án chính xác, đội chơi giành 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Trong trường hợp quá 30 giây không lựa chọn được đáp án hoặc đáp án đưa ra không chính xác, đội bạn sẽ giành quyền trả lời. Với mỗi câu trả lời đúng, đội giành quyền trả lời được 10 điểm, trả lời sai bị trừ 5 điểm. Hai đội chơi của chúng ta, các bạn đã rõ thể lệ của phần chơi này hay chưa? Chú em rõ rồi ạ. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước đến phần chơi này. Đầu tiên đó chính là trường trung học cơ sở Thanh Luông. Các bạn sẽ là đội chơi trước. Các bạn chọn bộ câu hỏi số mấy ạ? Chúng em chọn bộ câu hỏi số 2 ạ. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước đến phần chơi âm vang Điện Biên của đội chơi trường trung học cơ sở Thanh Luông. Một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần cho các bạn ấy được không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Di tích đường kéo pháo bằng tay trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 thuộc địa danh nào? Đáp án A là xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đáp án B là xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đáp án C là đồi D1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Và đáp án D đó là xã Thanh Sương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 30 giây để suy nghĩ và trả lời, bắt đầu. Vâng, rất nhanh chóng, ở ngay giây thứ 7 các bạn đã đưa ra được đáp án của mình. Xin mời các bạn. Đội em xin chọn đáp án A. Câu trả lời của các bạn đó là phương án A. Chúng ta sẽ cùng chờ tín hiệu từ chương trình. Vâng, đó là một đáp án chính xác. Và các bạn giành được điểm số đầu tiên 10 điểm. Xin được chúc mừng các bạn. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi như sau. Chiến thắng nào đã kết thúc đợt 1 từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3 năm 1954 của chiến dịch Điện Biên Phủ? Đáp án A, đồi Độc Lập. Đáp án B, cứ điểm Him Lam. Đáp án C, bản kéo. Và đáp án D, bắt sống tướng Đờ Cát. 30 giây để suy nghĩ và trả lời, bắt đầu. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu xin trả lời từ phía các bạn. Xin mời. Đội em xin chọn đáp án C, chiến thắng đã kết thúc đợt 1 từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3 năm 1954 của chiến dịch Điện Biên Phủ là bản kéo ạ. Đáp án các bạn đưa ra đó là phương án C, bản kéo. Chúng ta sẽ cùng chờ tín hiệu từ chương trình. Chúc mừng các bạn đã giành được 10 điểm tiếp theo. Và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi như sau. Nhiệm vụ và mục tiêu của quân ta trong đợt 3 từ ngày 1 tháng 5 năm 1954 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954 là gì? Đáp án A, đồng loạt tấn công các cứ điểm phía đông, phân khu trung tâm và phân khu nam. Đáp án B, đánh cứ điểm phía đông, phân khu nam, chiếm sân bay. Đáp án C, bao vây tiêu diệt trung tâm đề kháng Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. Và đáp án D, tiêu diệt các cứ điểm trên đồi A1 và đánh chiếm sân bay Hồng Cúm. 30 giây để suy nghĩ và trả lời của các bạn, bắt đầu. Chỉ có 30 giây để suy nghĩ và trả lời. Vâng, xin mời các bạn. Đội em xin chọn đáp án A, đồng loạt tấn công các cứ điểm phía đông, phân khu trung tâm và phân khu nam. Câu trả lời của các bạn đó là phương án A. Các bạn có chắc chắn với câu trả lời này hay không ạ? Chú em chắc chắn ạ. Các bạn khẳng định là các bạn chắc chắn. Còn chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng hướng lên màn hình và theo dõi tín hiệu từ chương trình.
Chúc mừng các bạn tiếp tục giành được 10 điểm. Và tiếp đà chiến thắng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ tư. Đoạn trích sau: mong anh chị em ra sức thi đua, đảm bảo đường xá thông suốt, đảm bảo cho bộ đội có đủ cơm ăn và có đủ vũ khí đạn dược để giết giặc, góp phần vào thắng lợi lớn của chiến dịch lịch sử này. Được trích trong bức thư nào của Đại tướng Võ Nguyên Giáp? Phương án A, thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ tháng 12 năm 1953. Phương án B, thư kêu gọi bộ đội làm trận địa tiến công và bao vây trên mặt trận Điện Biên Phủ. Phương án C, thư gửi đồng bào khu Tây Bắc. Và phương án D là thư gửi toàn thể anh chị em dân công sửa đường tháng 4 năm 1954. 30 giây để suy nghĩ và trả lời, bắt đầu. Rất nhanh chóng các bạn đã đưa ra được câu trả lời của mình. Xin mời các bạn. Đội của chúng em xin chọn đáp án D. Đây là được trích trong bức thư gửi toàn thể anh chị em dân công sửa đường tháng 4 năm 1954 ạ. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi tín hiệu từ chương trình. Vâng, tiếp tục là một đáp án chính xác. Xin được chúc mừng các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 5, câu hỏi cuối cùng trong phần chơi này. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, để cứu chữa, điều trị thương binh, các đội điều trị được chia thành 3 khu. Hãy cho biết nhiệm vụ của khu B là: A. Cứu chữa các thương binh bị trọng thương. B. Cứu chữa các thương binh nặng và vừa. C. Khám chữa cho những người thương binh nhẹ. Và D. Khám chữa cho các bệnh binh. 30 giây để suy nghĩ và trả lời, bắt đầu. Xin mời câu trả lời từ đội các bạn. Đội em xin chọn đáp án B là cứu chữa cho các thương binh nặng và vừa. Liệu rằng đội chơi đến từ trường Trung học cơ sở Thanh Luông các bạn có giành được 10 điểm cuối cùng trong phần chơi này hay không? Chúng ta sẽ được biết sau khi nghe tín hiệu từ chương trình. Vâng, và đó là một câu trả lời chính xác. Xin được chúc mừng các bạn. Trường Trung học cơ sở Thanh Luông đã hoàn thành phần chơi âm vang Điện Biên của mình. Và kết thúc phần chơi này, các bạn đã giành trả lời đúng 5 câu và giành được 50 điểm. Một lần nữa xin được chúc mừng các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi âm vang Điện Biên của các bạn đến từ Trường Trung học cơ sở Him Lam. Đội chơi đến từ Trường Trung học cơ sở Him Lam thân mến, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng em đã sẵn sàng rồi ạ. Các bạn đã sẵn sàng. Vậy thì các bạn lựa chọn bộ câu hỏi số mấy ạ? Chúng em chọn gói câu hỏi số 1 ạ. Vâng, bộ đề số 1 gồm các câu hỏi như sau. Các bạn chú ý nhé. Câu hỏi đầu tiên, xin mời. Tên gọi Điện Biên có từ khi nào? Do ai đặt? Đáp án A, năm 1841 do vua Thiệu Trị đặt. Đáp án B, năm 1909 do toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập. Đáp án C, năm 1992 theo quyết định số 130 của Hội đồng Bộ trưởng. Và đáp án D, năm 2003 theo nghị định số 110/2003 NĐ-CP. 30 giây để suy nghĩ và trả lời, bắt đầu. Vâng, rất nhanh chóng, ngay ở giây thứ 6 các bạn đã đưa ra đáp án của mình. Xin mời các bạn. Dạ, câu trả lời của đội trường Trung học cơ sở Him Lam, chúng em chọn đáp án A, đó là tên gọi có từ năm 1841 và do vua Thiệu Trị đặt ạ. Liệu rằng đây có phải là một đáp án chính xác và các bạn ấy sẽ giành được 10 điểm đầu tiên hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ tín hiệu từ chương trình. Đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng các bạn giành được 10 điểm đầu tiên trong phần chơi này. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi như sau. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, trong trận Him Lam, quân ta đã tiêu diệt và bắt sống bao nhiêu tên địch? Đáp án A, tiêu diệt 300 tên, bắt sống 200 tên địch. Đáp án B, tiêu diệt 300 tên,
bắt sống 400 tên địch. Đáp án C, tiêu diệt 200 tên, bắt sống 400 tên địch. Và đáp án D, tiêu diệt 500 tên, bắt sống 200 tên địch. 30 giây để suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Rất nhanh chóng ạ. Xin mời các bạn đưa ra đáp án của mình. Em xin thay mặt cho đội chơi trường trung học cơ sở Him Lam, chúng em chọn câu trả lời A. Quân ta đã tiêu diệt 300 tên và bắt sống 200 tên địch ạ. Liệu rằng đây có phải là một đáp án chính xác hay không ạ? Chúng ta sẽ cùng chờ tín hiệu từ chương trình. Chúc mừng các bạn giành được 10 điểm tiếp theo. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 3. Chính phủ Pháp cử tướng Nava làm tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương với hy vọng A. bình định Trung Bộ và chiếm đồng bằng Bắc Bộ. B. xây dựng một lực lượng cơ động chiến lược mạnh. C. sẽ giành lấy một thắng lợi quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự. Và D. ngăn chặn chủ lực của ta và kiểm soát việc ta đưa nhân tài vật lực ra vùng tự do. 30 giây để suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Vâng, chúng tôi đã nhận được tín hiệu. Xin mời các bạn. Thưa cô, đội của chúng em xin được đưa ra câu trả lời. Đó đáp án C ạ. Phương án mà các bạn lựa chọn đó là phương án C. Vâng, xin được chúc mừng các bạn đã trả lời đúng câu hỏi này. Và tiếp đà chiến thắng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 4. Người cắm lá cờ quyết chiến quyết thắng đầu tiên trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là đồng chí nào? A. đồng chí Hoàng Đăng Vinh. B. đồng chí Hoàng Đạt Thiêm. C. đồng chí Trần Can. Và D. là đồng chí Tạ Quốc Luật. 30 giây để suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Vâng, các bạn thường đưa ra đáp án của mình từ những giây đầu tiên. Xin mời các bạn. Em thưa cô, đó là người cầm lá cờ quyết chiến quyết thắng đầu tiên trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 là người anh hùng Trần Can ạ. Chúng em chọn đáp án C ạ. Vâng, xin được chúc mừng các bạn. Lại một câu trả lời chính xác nữa, các bạn giành được 10 điểm tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 5, câu hỏi cuối cùng của phần chơi này. Xin mời. Quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 được Bộ Chỉ huy chiến dịch đề ra tại địa điểm nào? A. Hang Thẩm Khương, xã Triềng Sinh, nay là xã Triềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. B. Hang Thẩm Púa, xã Triềng Sinh, nay là xã Triềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. C. Hang Hủy He, xã Nà Tấu, nay là xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. D. Khu rừng Mường Phăng, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, nay là thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 30 giây để các bạn suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu. Xin mời các bạn. Em thưa cô, đáp án của chúng em chọn đó là đáp án C. Các bạn đưa ra đáp án của mình đó là đáp án C. Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Các bạn ấy có giành được số điểm tuyệt đối trong phần chơi này hay không phụ thuộc vào đáp án đúng hay sai. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi tín hiệu từ chương trình. Rất hồi hộp đúng không ạ? Liệu rằng đây có phải là một đáp án chính xác hay không ạ? Vâng, xin được chúc mừng các bạn. Như vậy là các bạn đến từ trường trung học cơ sở Him Lam, các bạn cũng đã trả lời đúng 5 câu hỏi và giành được 50 điểm trong phần chơi này. Xin được chúc mừng các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là hai đội chơi của chúng ta đã trải qua 3 phần chơi đầy thú vị và hấp dẫn. Các bạn đã mở màn chiến dịch thành công, đánh chiếm được các cứ điểm và có những trận đánh để lại tiếng vang. Thế nhưng trong chương trình ngày hôm nay, đội chơi nào sẽ là đội giành chiến thắng? Câu trả lời sẽ có trong phần chơi thứ tư của chương trình, phần chơi được mang tên Điện Biên Anh Hùng. Phần chơi Điện Biên Anh Hùng. Đây là phần chơi thể hiện khả năng ghi nhớ, am hiểu về lịch sử, văn hóa địa phương cũng như khả năng tư duy, diễn thuyết và hùng biện của các thành viên trong đội chơi. Trong phần chơi này, từng đội chơi trả lời 2 câu hỏi liên quan đến hình ảnh tĩnh và 1 câu hỏi clip hiện trường về một địa danh, lịch sử, văn hóa hoặc sự kiện cụ thể do ban tổ chức cung cấp. Thời gian tối đa để suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 30 giây. Với 1 đáp án đúng, đội chơi giành được 10 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm. Riêng đối với câu hỏi hiện trường, đội chơi trả lời sai sẽ không được tham gia phần thuyết trình hùng biện. Thời gian tối đa để các đội thuyết trình hùng biện là 5 phút. Căn cứ kết quả trả lời, các thành viên ban giám khảo cho điểm các đội chơi theo thang điểm 20. Điểm số của mỗi đội đạt được là trung bình cộng của 5 giám khảo. Hai đội chơi thân mến, các bạn đã rõ thể lệ của phần chơi này hay chưa? Chúng em đã rõ rồi ạ. Chúng em sẵn sàng rồi ạ. Vâng, và ở trong phần chơi này thì đội chơi đến từ trường Trung học cơ sở Thanh Luông, các bạn sẽ là đội chơi trước. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hướng lên màn hình và theo dõi hình ảnh đầu tiên. Cho biết nội dung của bức ảnh này. 30 giây để suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Xin mời các bạn. Đội em xin trả lời câu hỏi. Đây là hình ảnh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghiên cứu kế hoạch tác chiến tại Điện Biên Phủ. Chúng tôi đã nhận được đáp án của các bạn. Liệu rằng đây có phải là một đáp án chính xác hay không? Vâng, đó là một đáp án chính xác và chúc mừng các bạn giành được 10 điểm đầu tiên trong phần chơi này. Ngay sau đây sẽ là hình ảnh số 2. Câu hỏi như sau, các bạn hãy cho biết nội dung của bức ảnh này. 30 giây để suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu, xin mời các bạn. Đội chúng em xin trả lời. Đây là hình ảnh năm 2004, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm lại người dân Mường Phăng sau 50 năm giải phóng Điện Biên. Các bạn có chắc chắn hay không ạ? Chúng em chắc chắn ạ. Đội chơi nói rằng các bạn ấy chắc chắn. Còn chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng nghe tín hiệu từ chương trình. Vâng, đó là một đáp án chính xác. Xin được chúc mừng các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với clip câu hỏi từ ban tổ chức. Xin mời. Xin kính chào quý khán giả, ban giám khảo và các đội chơi. Hình ảnh phía sau tôi có lẽ là cũng đã rất quen thuộc với hầu hết người dân và du khách khi mà đến với nơi này. Đây là quảng trường trung tâm, nơi bắt đầu cho đường hành lễ dẫn lên tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Và một hình ảnh nữa gắn liền với công trình này, đó là một bức phù điêu ghép bởi những tấm đá xanh Thanh Hóa, tạo nên một hình ảnh ấn tượng đối với mỗi người dân và du khách khi mà đặt chân tới nơi này. Và câu hỏi dành cho các đội chơi, xin các bạn hãy cho biết kích thước của bức phù điêu này. Chúc các bạn giành được điểm cao ở câu hỏi này. Vâng, 30 giây để suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Xin mời câu trả lời từ các bạn. Đội em xin trả lời câu hỏi. Bức phù điêu đặt tại quảng trường tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ có chiều dài 58m, cao 7,5m và dày 32cm ạ. Và sau đây sẽ là đáp án từ chương trình. Đó là một đáp án chính xác và các bạn giành được 10 điểm tiếp theo. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn hãy cử ra đại diện của mình để trình bày sự hiểu biết về bức phù điêu. Xin mời các bạn. Kính thưa ban giám khảo,
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ được đặt trên cứ điểm đồi D1, nằm giữa trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, được xây trong dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2004. Đây là công trình văn hóa, nghệ thuật mang đậm giá trị lịch sử, tính nhân văn và tâm linh sâu sắc, tôn vinh đúng ý nghĩa to lớn về một chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Điểm khởi đầu lên tượng đài là sân hành lễ. Nằm bên phải sân hành lễ là bức phù điêu đại cảnh lớn nhất Đông Nam Á. Bức phù điêu được ghép xong chiều ngày 15 tháng 4 năm 2009, có chiều dài 58m, cao 7,5m, dày 32cm, được ghép từ 217 tấm đá xanh Thanh Hóa, nặng hơn 300 tấn. Bức phù điêu đại cảnh miêu tả toàn bộ chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ từ thời điểm Bộ Chính trị chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, cho đến khi ta bắt sống tướng Đờ Cát Tơ Ri và tham mưu của Tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ vào ngày 7 tháng 5 năm 1954 và lễ ăn mừng chiến thắng của quân, dân và đồng bào địa phương tại Mường Phăng ngày 13 tháng 5 năm 1954. Bức phù điêu đại cảnh do Công ty Mỹ thuật và Trang trí Nội thất Hà Nội liên doanh với doanh nghiệp Hoàn hảo tỉnh Ninh Bình thực hiện. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã trải qua gần 70 năm, nhưng tượng đài chiến thắng và bức phù điêu vẫn nằm sừng sững giữa đất trời Điện Biên lịch sử, cùng các di tích khác như Đồi A1, Cầu Mường Thanh, Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo, Mường Phăng đã trở thành địa danh trường tồn cùng đất nước. Những di tích lịch sử ấy mãi là minh chứng cho sự tồn tại và phát triển của mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng. Tượng đài chiến thắng và bức phù điêu đá mãi là biểu tượng cho lòng dũng cảm, tình yêu quê hương, đất nước, ý chí quyết thắng kẻ thù của người chiến sĩ Điện Biên. Kính thưa ban giám khảo, chiến tranh đã lùi xa, dù thời gian có làm mờ vết chân của những người lính trên chiến trường năm xưa, nhưng hình ảnh các anh, các chị mãi mãi bất tử. Thật tự hào, chúng em, thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, chúng em ý thức được rằng bản thân phải có trách nhiệm, kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông, ra sức rèn đức, luyện tài để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Em xin cảm ơn ban giám khảo, quý vị đại biểu và khán giả đã chú ý lắng nghe. Vâng, xin được chúc mừng đội chơi trường trung học cơ sở Thanh Luông, các bạn cổ động viên trường trung học cơ sở Him Lam ơi. Các bạn hãy cổ vũ lớn hơn nữa được hay không ạ? Vâng, sở dĩ Thanh Huyền muốn như vậy bởi vì ngay sau đây sẽ là phần chơi của đội chơi đến từ trường trung học cơ sở Him Lam. Chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh đầu tiên. Xin mời. Bức ảnh phản ánh nội dung gì? 30 giây để các bạn suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Xin mời câu trả lời từ phía các bạn. Câu trả lời của đội chơi chúng em đó là hình ảnh trên là hình ảnh các chiến sĩ quân y luôn luôn bám sát mặt trận, kịp thời cứu chữa cho các bộ đội bị thương tại chiến trường Điện Biên Phủ 1954 ạ. Chúng tôi muốn mời quý vị cùng hướng lên màn hình và theo dõi đáp án từ chương trình. Vâng, xin chúc mừng các bạn đã giành được 10 điểm đầu tiên trong phần chơi này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh thứ hai. Bức ảnh này phản ánh sự kiện lịch sử nào? 30 giây suy nghĩ và trả lời, bắt đầu. Xin mời câu trả lời từ phía đội bạn. Câu trả lời của đội chơi chúng em, hình ảnh trên phản ánh sự kiện lịch sử đó là lễ duyệt binh mừng chiến thắng tại Điện Biên Phủ. Với trọng tâm của bức ảnh đó là hình ảnh lá cờ quyết chiến quyết thắng cùng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ. Hoàn toàn chính xác và các bạn giành được 10 điểm tiếp theo. Và bây giờ sẽ là clip câu hỏi từ ban tổ chức. Xin mời. Xin kính chào quý khán giả, ban giám khảo và các đội chơi.
Nơi tôi đặt chân là Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập, một trong bốn nghĩa trang liệt sĩ có quy mô lớn ở Điện Biên. Và nghĩa trang liệt sĩ này thì nằm đối diện với đồi Độc Lập. Mỗi khi mà đến với nơi này thì trong lòng mỗi người chắc hẳn luôn trào dâng cái niềm cảm xúc và lòng tưởng nhớ tri ân những cái hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ. Câu hỏi dành cho các đội chơi như sau. Xin các bạn hãy cho biết nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập có bao nhiêu ngôi mộ? Chúc các bạn có câu trả lời đúng. Vâng, và 30 giây để các bạn suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. Rất nhanh chóng. Xin mời bạn. Thưa cô, đội chúng em xin được phép trả lời. Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập cũng có 2.432 ngôi mộ liệt sĩ ạ. Các bạn đã đưa ra đáp án của mình. Nếu như các bạn trả lời đúng thì các bạn có quyền được bước vào phần thuyết trình. Nhưng nếu sai thì chúng ta sẽ không được thuyết trình nữa. Liệu rằng đó có phải là một đáp án chính xác hay không ạ? Ngay bây giờ sẽ là tín hiệu từ chương trình. Vâng, đó là một đáp án chính xác. Và ngay bây giờ xin mời đại diện của đội chơi đến từ trường Trung học Cơ sở Him Lam. Các bạn sẽ ra thuyết trình, trình bày sự hiểu biết của mình về nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. Xin mời các bạn. Kính thưa các quý vị, sau đây em xin phép được thay mặt cho đội chơi trường Trung học Cơ sở Him Lam trình bày những hiểu biết và cảm nhận về nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. Có một thầy giáo dạy môn lịch sử đã từng nói, nếu trên mỗi ngôi mộ liệt sĩ chỉ cần thắp một ngọn nến, thì nơi nào trên dải đất hình chữ S của chúng ta cũng rực sáng lên như một dải ngân hà. Câu nói ấy cho chúng ta thấy, trên khắp đất nước Việt Nam, nơi đâu cũng có máu xương của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Điện Biên là những công trình văn hóa, lịch sử tâm linh để ghi nhớ công ơn, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ. Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập tọa lạc tại đội 18, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, nằm cạnh đồi Độc Lập, nơi đã diễn ra trận đánh ác liệt trong đợt 1 của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Nghĩa trang được quy tập và xây dựng vào từ năm 1957 đến năm 1958, được nâng cấp xây dựng vào ngày 13 tháng 9 năm 1996 và hoàn thành vào ngày 31 tháng 12 năm 1998. Trên tổng diện tích 3,3 hectare là nơi yên nghỉ của 2.432 liệt sĩ. Ở cổng chính, phía bên trái là nhà quản trang, phía bên phải là một tháp chuông lớn. Những tiếng chuông được thỉnh lên ngân vang, báo tới các anh linh liệt sĩ mỗi khi có các đoàn khách đến viếng thăm. Từ cổng chính, một con đường chạy thẳng tắp dẫn ta tới đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công mang dòng chữ Vinh quang đời đời thuộc về các anh hùng liệt sĩ. Hai bên đài tưởng niệm là những hàng câu mang hơi thở của làng quê Việt Nam như ôm ấp các anh linh trở về trong vòng tay đất mẹ. Phía trước đài tưởng niệm là khuôn viên mộ phần của 2.432 liệt sĩ đặt tại 152 lô, được chia thành hai khu trái, phải. Mỗi lô cũng có 16 ngôi mộ liệt sĩ được xây dựng ngay ngắn, trang nghiêm. Trên mỗi bia mộ có gắn một ngôi sao năm cánh, tượng trưng cho sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Tính đến nay, mới chỉ có 3 ngôi mộ có đầy đủ thông tin, 245 ngôi mộ có một phần thông tin, còn 2.172 là số những ngôi mộ chưa xác định được danh tính các liệt sĩ. Đó thực sự là nỗi đau xót khôn nguôi của những người đến với nơi đây. Hàng năm, không chỉ vào các dịp lễ Tết, mà vào những ngày thường, nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập cũng được đón nhiều đoàn khách đến viếng thăm, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Và ở nơi đây, ta có thể bắt gặp những hình ảnh vô cùng xúc động. Có những cựu chiến binh mái tóc đã bạc phơ, trở lại chiến trường xưa, rưng rưng tìm đồng đội. Có những thân nhân gia đình liệt sĩ, nước mắt đã cạn khô, mà vẫn chưa tìm thấy tên anh trên mộ trí. Lại có những em nhỏ khuôn mặt trong sáng, hồn nhiên, chăm sóc bia mộ với tấm lòng thành kính. 70 năm đã đi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là trang sử hào hùng của dân tộc. Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập ngày nay như một minh chứng lịch sử, khẳng định công lao các anh hùng liệt sĩ, là trường học giáo dục lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho những thế hệ mai sau. Chúng em được sinh ra trong hòa bình, lớn lên trên mảnh đất anh hùng lịch sử,
mỗi khi đến nghĩa trang liệt sĩ độc lập, thắp những nén hương thơm dâng lên vong linh các anh hùng liệt sĩ, chúng em vô cùng biết ơn sự hy sinh cao cả của các anh. Đặc biệt, mỗi lần đứng trước những ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, chúng em lại càng xúc động, thấu hiểu được tận cùng nỗi đau, những hy sinh mất mát không gì bù đắp được. Vinh dự và tự hào khi được học trong một ngôi trường mang tên Trận Mở Màn Chiến Dịch Điện Biên Phủ, chúng em luôn giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Tự ra sức phấn đấu, rèn đức, luyện tài để xây dựng Điện Biên nói riêng và đất nước nói chung phát triển hội nhập quốc tế. Để Điện Biên Phủ không chỉ là huyền thoại trong bảo vệ Tổ quốc mà còn là anh hùng trong thời kỳ hội nhập đổi mới, xứng đáng với chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của cha anh. Phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Em xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được chúc mừng đội chơi đến từ trường Trung học Cơ sở Him Lam. Các bạn đã có phần thuyết trình ấn tượng. Trên tay Thanh Huyền hiện đã có số điểm của ban giám khảo dành cho hai đội chơi trong phần chơi Điện Biên Anh Hùng. Đầu tiên sẽ là điểm của đội chơi trường Trung học Cơ sở Thanh Luông. Các bạn giành được 19 điểm trong phần giới thiệu. Như vậy là trong phần chơi Điện Biên Anh Hùng, các bạn đã giành được 49 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Tiếp theo sẽ là điểm của đội chơi trường Trung học Cơ sở Him Lam. Trong phần giới thiệu, các bạn cũng giành được 19 điểm. Như vậy là trong phần chơi thứ tư, các bạn cũng giành được 49 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Vâng, và kết quả chung cuộc sau 4 phần chơi như sau. Tổng điểm các phần thi của đội trường Trung học Cơ sở Thanh Luông là 117 điểm. Còn đội chơi đến từ trường Trung học Cơ sở Him Lam, các bạn giành được 118 điểm. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, như vậy là đội chơi đến từ trường Trung học Cơ sở Him Lam, các bạn đã là người giành chiến thắng trong cuộc chơi ngày hôm nay. Và cũng xin được chúc mừng các bạn đến từ đội chơi trường Trung học Cơ sở Thanh Luông, các bạn đã giành được giải nhì. Một lần nữa xin được chúc mừng hai đội chơi. Và sau đây thì xin được trân trọng kính mời ông Lường Văn Xuyên, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên, trưởng ban tổ chức, lên sân khấu trao cúp cho hai đội chơi. Trân trọng kính mời Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, lên tặng thưởng, và ông Nông Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên, lên tặng hoa cho hai đội chơi. Xin trân trọng kính mời. Xin được chúc mừng hai đội chơi của chúng ta. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, game show Âm Vang Điện Biên là một sân chơi kiến thức bổ ích, lý thú, giúp các em học sinh thêm am hiểu về lịch sử, văn hóa địa phương. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã tổ chức thực hiện. VNPT Điện Biên và Viettel Điện Biên là hai đơn vị tài trợ đồng hành cùng chương trình.